Lina nó thấy con nó tới chạy tới kìa Lina. Rồi ở cái khu nhà mình thuê người ta nuôi cái con cừu. Rồi nó thấy Lina tới cái nó chạy tới kìa Lina. Nó đâu có ăn lá đâu, con cho nó cái lá. Nó kêu bè bè mắc cười không? Kêu chuyện nó cắn tay con á. Sợ hả? Lina cho nó cái lá. Bè. Con bè nhỏ với con bè nhỏ bự ha, dài luôn, dài khu này tuốt đẳng luôn cái chỗ của tụi nó nè, nuôi gà nuôi vịt nuôi gì tùm lum hết, nuôi thỏ nữa. Đi mình đi lại coi nữa, con đi đi coi nữa, đi mình đi coi nữa. Khuôn viên của nó rất là rộng. Gì con? Khuôn viên của nó rất là rộng này, để cho tụi nhỏ đánh banh đồ chơi này kia kia nọ. Mà hôm nay trời xấu, con đâu biết chơi đó đâu. Hôm nay trời xấu cho nên không có nhiều đứa chơi. Rồi bên đó là Bắc Kinh để đậu xe. Thấy có nhà mình đi rồi, còn mấy người kia xe người ta không có đi. Mình đi chơi về, ngày nào mình cũng đi chơi về là thấy xe đầy Bắc Kinh luôn. Đó, đây người ta tới cái người ta ngủ, người ta ăn, người ta ngủ, cái con người ta thì chơi vòng vòng đây thôi à. Kìa bên kia đang chơi nữa kìa, thấy không? Đó, có cầu tuột, có chỗ nướng thịt đồ luôn. Có cái cầu tuột nhỏ cho mà hồ bơi hơi á, họ bơm hơi lên đó cho mấy nhỏ chơi nữa. Mà bữa nay trời mưa nó không bơm lên rồi. Đó. Đây nhà hàng của nó nè, nhưng mà nhà mình không có ăn trong đây, nhà mình toàn đi ăn ngoài nhà hàng, ngoài ở ngoài đường không à. Đi đi lại coi con thỏ nữa. Đúng rồi, mình đi tuốt đặng đi muốn xa. Quy mẹ biết rồi, đi ở dưới đi, con dẫn mẹ đi, con biết đường đi không? Đây đây là bang luôn hả? Ina nói nó có hai con thỏ. À quy, có một sư văn nữa. À quy, à quy, thiệt không? Thiệt không? Đó. Đây nè, đây nó cho thuê xe đạp nè, như 8 đồng một ngày đó, ai muốn chạy xe đạp đi dạo thì thuê ha. Đó, đây thấy không, đây khu tiếp tân, trong đó mà mình không có vô, mình toàn đi chơi không mà về tối rồi cho nên là không có vô, mà nay nó còn mở cửa đó, có đông người đó, giống như có bữa có xiếc, có bữa thì có này kia kia nọ vậy đó. Rồi đi lại coi ha, này con gì trong đây? À bu lê, con gà. Con gà, ôi trời nó đẻ trứng nhóc luôn kìa nó. Ủa người ta không có lụm trứng hay nè. Này có trứng nhóc luôn. Vậy thấy, con thấy trứng không? Trứng mình. Ôi vậy là nó không có lụm trứng ăn rồi. Thấy không, nhóc trứng luôn. Rồi, đi lại đây coi con gì nữa. Con vịt, con thỏ. Ừ. Ui. Nè, có gà nữa nè, có vịt nữa kìa Lina. Đó, nó có thỏ trắng dễ thương quá. Ơi. Ừ. Đây có mấy con thỏ trắng. Bảy mấy đứa nhỏ tối ngày thấy nó ra đây nè, nó cho mấy con này ăn, thấy nó thảy đồ ăn. Đi nè, con thỏ dễ thương quá nè. Nè, lại đây nè, lại coi đi nè. Lại đây, lại đây. Con thỏ. Cưng không? Có kìa. Nè, 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 đây một con nó chạy qua nữa. Đẹp không? Đẹp quá hả? Con tên là emoji cho nó. Con sẽ cho nó cắn cho. Tại nó cắn hả không? Chắc nó không có cắn đâu. Ủa sao? Nhóc gà luôn đi, na thấy không con? Dạ. Na thấy gà không? Dạ. Ừ. Rồi mấy con thỏ gà cưng không? Đây nè. Trời ơi, nó leo lên trên cái bàn nó ị. Quá trời luôn cái khu này của nó. Bãi chiến trường của nó. Trong cái nhà đó con gì trong gì na? Con cừu hả? Cái gì kêu tít tít bên kia vậy ta? Con vịt nó kêu hả? Con gì vậy? Không hiểu luôn. Con
Ừ mẹ thấy rồi, con gà. Con con ngựa hả? Mẹ thấy chưa, một cái con ngựa bên kia tuốt tàu. Ờ con ngựa. Mẹ thấy chưa, nó đẹp không? Đẹp, Huy nè thấy nó đẹp không? Ôi. Thấy là... Con thấy nó đẹp không? Ừ. Con thích không? Con thích ở đây không? Con thích ở đây không? Con gì trong đó? Mù tông. Con nói tiếng Việt, mù tông là con cù. Con... Cho nên là có bữa hay hôm qua mình về tới thì mình thấy nó có xiếc, có làm spectacle, nhạc rồi này kia đó. Mà mình không có cho con mình, không có đăng ký, mình phải đăng ký vậy đó. Để mà nó đi, không có tốn con tiền. Con nhà mà cho nó cầm cỏ hả? Nó nhà tại nhà mình ngày nào cũng sáng ngủ dậy là đi chơi hết, mình đi xa. Cho nên là mình không có để con mình ở đây đó, mình phải dắt con mình đi luôn. Trời ơi cưng quá hay là. Trời ơi nó đào vô nó làm mấy cái lỗ nó chui xuống đó kìa. Hả? Mình đi lại coi con ngựa, đi. Nè mà tôi đi chút tàu được không? Quay lại mà dẫn con đi, thì mình đi tới đó thôi. Con ngựa với con cù với hai ba con dê. Mẹ mà con dê. Cái con cù. Con mình đâu? Cái nhà mình nó có bên kia. À, ui nhà mình ở tuốt bên kia. Mẹ ừ. Ê đừng bứt cái đó là ngứa đó. Cái lá xanh đó là ngứa lắm. Cái lá đó là ọt tí với con ngứa lắm. Đừng bứt lá đó nha. Không bứt cái cỏ được. Bứt cái đó là con khóc luôn á. Rồi Na nói trúng rồi, con ngựa trắng với đen. Nãy nó nói nó có thấy con ngựa trắng với đen. Ừ thấy rồi. Nó đẹp không? Đẹp quá. Cái mâm mâm đó hả? Thì mấy con cù kìa. Trời ơi hai cái sừng nữa kìa. Kìa mấy con dê. Ê Na có một con dê nó đang ở trên nóc kìa, Na thấy không? Nó đang trên nóc nhà luôn kìa. Rồi nó đi lên giết cái bãi nè, mấy cái gốc cây nè. Nó mòn luôn. Mấy con này nó đi. Thì đó mẹ nói đó. Con cho nó ăn ship được á nè. Na con đang ôm ship à, con cho nó ăn miếng ship thử nó ăn không? Nó biết ăn ship không? Không biết thì nó biết cái ăn không. Ừ. Đó, ở đây nó nuôi như vậy á. Cho mấy đứa nhỏ ở đây phái. Ngày nào mình ra mình cũng thấy mấy đứa nhỏ ở đây đứng coi hết. Chụp hình con với con ngựa nha. Ngày nào cũng lạnh. Mình đi chơi mình tắm biển rồi. Chứ mắc gì phải tắm hồ bơi. Đó, hồ bơi thì ở nhà mình cũng đi hồ bơi được vậy. Cho nên là mình không có đi hồ bơi. Tới đây mình đi biển. Đó, nhà vậy đó cả nhà. Ông này ông chắc ông gọt vỏ cà rốt. À vỏ bơm. Vỏ bơm ông lại cho con thỏ nó ăn. Ông cho con thỏ nó ăn. Vỏ bơm. Nó ăn. Nó ăn vỏ bơm. Il a tout fini. Là tout fini. Voilà. Còn cái nhà trên đó là nhà của tù nhân viên á cả nhà. Tù nhân viên trong cái khu mà mình. Kìa nó đòi ăn kìa, nó đòi ăn. Voilà. Yeah. Không biết con này nó biết ăn ship không? Hả? Chắc nó biết ăn ship. Mày nghĩ là nó biết ăn ship. Gà nhóc luôn, chắc là trong cái giường phía trong nó chắc trứng gà tùm lum quá. Kìa Na thấy không? Và tú fini. Na thấy không? Na sắp hết rồi kìa. Thấy không Na?
Tội nghiệp mấy con dê bên kia không có gì ăn, mà hai con thỏ này thì có đồ ăn. Rồi cũng đưa nguyên dĩa luôn à. Đưa nguyên dĩa luôn. Đó. Mấy con cụ bên kia nó không có chạy tới đây hết Lina. Ờ đúng rồi, mấy con vịt mẹ thấy mà. Cana là con vịt. Cana là con vịt. Đó. Mình để dĩa cho nó đúng luôn. Rồi. Đó là. Đó, đây là ngay trung tâm. Ồ, bữa nay nó có vụ gì nữa kìa. Đó, tụi nó mặc áo màu cam là tụi nó dân làm việc ở đây đó. Cái chữ WWF của tụi nó. Thấy không? Đó, đó để chơi đó. Để cho mấy nhỏ tụ tập chơi ở đây. Ê nó đi qua, con xe con. Ui. Cho xe chạy vô con. Phải ngã cây xuống cho xe những người mà bị tàn tạ con đi cấp B đó, người ta chạy vô. Hiểu chưa? Kìa bên kia chắc hồi có gì kìa Lina. Quan trọng á. Rồi có mở đèn rồi đó. Vậy là hôm nay có spectacle nữa. Đó. Nó có cây bơm nè thấy không? Trời quá trời cây bơm trái luôn. Quá trời cây bơm. Dạ dạ đây nó trồng mấy cây bơm trái quá trời luôn. Đi. Đó. Đây nữa nè. Cây bơm nữa. Nói chung trong khu này nó trồng mấy cây bơm này trái quá trời luôn. Trời ơi có cây bơm. Khủng khiếp trái. Ủa sao? Đó. Đó, mấy nhà đó, mấy nhỏ chơi đó. Hát gì vậy? Đi, thôi đi về nhà của mình. Đâu nhà của mình, đâu Ina dẫn đường đi coi. À quý. Đó. Nhà mỗi nhà có một cây dù với bộ bàn, mà nhà mình không có ngày nào mà ra ngoài ăn chơi dù hết trơn, tại đâu có nhà đâu. Mướn nhà chủ yếu để ngủ với tắm rửa thôi. Sáng mở mắt ra là đi, đi tới tối mới về. Nó hát gì ta? Nè, ở đây nó có chỗ xe đậu cho người tàn tật nè, thấy không? Ai mà tàn tật thì được mới được vô tuốt trong đây đậu luôn. Còn nếu không là mình đậu tuốt ngoài kia rồi mình đi bộ vô. Đó, có nhầm nhà giống như nhà này có lầu nữa ha. Đi con. Ngủ ha, cái bông này lạ lạ hết ta. Bốn cánh mà trắng với tím. Rồi, sắp tới cái ổ của mình rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô nhà để dọn dẹp đồ. Ngày mai mình trả phòng. Thứ bảy, mình thuê thứ bảy tới thứ bảy là một tuần. Cho nên là ngày mai là mình phải trả phòng. Cái đứa này nó ở kế bên, nó thuê nhà kế bên. Hello baby. Ina đi vô con, vô nhà mình. Đi vô nhà mình. Coi ba với hai với anh ba làm gì. Đi vô mở cửa nhanh. Đi. Đi mở cửa cho mẹ đi. Ui làm tích tắc, tại vì mẹ quay phim mà. Nó làm tích tắc. À, nhà cha con nó chắc đang ăn cái gì quá. Đấy. À, cũng vui. Thế ở vòng vòng đây cũng vui mà tại vì nhà mình đi suốt cho nên không có làm quen với nhiều nhà. Đó, có nhà bên đó. Ta cũng thuê người ta tới nhà này, ta cũng tới hôm qua mình thấy. Mở cửa ra con. Ok. Mở cửa ra. Mạnh lên. Nè. Nam không mở cửa được hả? Rồi.